về chương trình xã hội học của bệnh viện của Vân Thanh với họ về học y dược cũng như đại học y khoa Vân Thanh, và có đã từng nghe những cái bài báo cáo tương tự như vậy. Nhưng mà hôm nay thì tôi cũng xin báo cáo lại ở đây với mục đích rằng là hiện nay phải nói rằng là khoa tai mũi họng của bệnh viện Nhi đồng 1 đã phát triển rất là tốt, rất là mạnh, và chúng tôi hy vọng rằng với những bệnh lý mà chúng ta đang gặp hiện nay đối với thanh quản nói riêng và các bệnh lý tai mũi họng khác nói chung thì sẽ được thời bệnh nhi thì sẽ được các bác sĩ của khoa tai mũi họng bệnh viện Nhi đồng 1 góp phần giải quyết. Sau đây tôi xin giới thiệu một số bệnh lý thanh quản thường gặp ở trẻ em. Thật ra bệnh lý thanh quản ở trẻ em thì rất là nhiều, nhưng mà tôi điểm lại những bệnh lý mà chúng ta có thể gặp khi mà chúng ta công tác trên lâm sàng. Thứ nhất thì tôi cũng xin nhắc qua là cái thanh quản của trẻ em khác ở người lớn. Chúng ta thấy rằng là khi đứa trẻ mới sinh ra đó thì thanh quản nằm rất là cao ở giữa cái cột sống thứ hai và thứ tư, trong khi ở người lớn thì cái thanh quản ở cuộc sống thứ tư và thứ sáu. Như vậy rõ ràng là những cái bệnh lý ở thanh quản trẻ em nó sẽ liên quan rất là nhiều đến vấn đề mà đường ăn và đường thở ở trẻ em. Ở đây là hình ảnh mà chúng ta thấy là cái hình ảnh của thanh quản bình thường. Đây là hình ảnh của thanh quản của trẻ em khi 4 tuổi và thanh quản của trẻ em khi mới sinh ra, rõ ràng là chưa được phát triển đầy đủ. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu về các bất thường mà bẩm sinh chúng ta thường gặp. Thứ nhất là bệnh sụn thanh quản, leiomalacia là chúng ta thường nghe đọc nhất đối với một cái bệnh lý bất thường ở trẻ em. Cái nguyên nhân đó là thường thường là người ta khó gần chưa có biết được, nhưng rõ ràng là ở những trẻ mà sinh non hoặc là những trẻ mà có bệnh lý về cơ hay là có những bệnh lý về vấn đề gen hoặc là một số những bệnh lý kết hợp thì dễ bị bệnh sụn thanh quản hơn những trẻ bình thường. Dấu hiệu điển hình là khi mà chúng ta soi thì thấy là nếp tiểu thanh tiền và thanh tiền sụt vào trong khi mà bệnh nhân hít vào, và trên lâm sàng thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng thở rít, có triệu chứng khó thở từ cơn và cải thiện khi mà bệnh nhân nằm sấp. Để tầm nữa thì là rít và khó thở khi nằm sấp thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Đó là những cái trường hợp mà nhẹ, nhưng mà đối với những trường hợp nặng đó thì sẽ có những cái cơn ngưng thở giữa chừng cũng như là bé tím tái, và đặc biệt là ăn uống rất là khó ăn. Bởi vì trong cái cơn khó thở thì rất khó ăn và khó có thể gây ra những tiểu sạch, từ đó đưa đến một em bé suy dinh dưỡng và kém phát triển. Về chẩn đoán chính xác thì chẩn đoán chính xác nhất là phải dựa vào nội soi thanh quản. Hiện nay thì có cái ống nội soi thanh quản mềm thì tiện lợi hơn. Tuy nhiên người ta cũng không khuyến cáo là tất cả trẻ em phải đem ra nội soi hết, nhưng mà các bác sĩ có kinh nghiệm thì sẽ dựa vào triệu chứng lâm sàng để mà chẩn đoán ở trẻ em. Về điều trị đó thì người ta hiện nay đó, thì người ta chỉ đánh giá là thể nhẹ và thể trung bình cho đến nặng. Thì đối với trẻ nhẹ hiện nay thì người ta thấy cứ để như vậy tự nhiên là đứa trẻ nó cũng sẽ hồi phục sau 12 đến 18 tháng, trẻ nhất là 18 tháng. Và người ta cũng có một cái nghiên cứu cho thấy là sớm nhất là khoảng cỡ 8 đến 9 tháng, nhưng mà trẻ nhất là 48 tháng. Có nghĩa là gần 4 tuổi thì đứa nhỏ nó mới hết hẳn những cái khó thở thanh tái. Nhưng mà trung bình là đối với trẻ nhẹ là 12 đến 18 tháng. Và đối với những trẻ này thì chỉ điều trị nội khoa thôi. Và tôi cập nhật tài liệu mới nhất từ năm 2021-2022 thì cho thấy rằng đó là một số nghiên cứu. Đấy là đối với những cái trẻ mà nó có triệu chứng thở rít, khó thở nhiều thì khi cho sử dụng thuốc cao đường dạ dày thực quản đó, thì là các triệu chứng giảm đi rất nhiều. Không biết là lát nữa có gì các bác sĩ như đồng bộ sẽ trao đổi thêm. Nhưng mà hiện nay trên thế giới là người ta áp dụng cho hết một hết các trẻ mà bị leiomalacia là được điều trị nội khoa bằng thuốc cao đường dạ dày thực quản. Và cái vai trò thứ hai rất quan trọng là ở đây có anh Khuyên, có chị Yến và anh Gia, thì là cái vai trò của các nhà âm lượng trị liệu là tất cả những đứa trẻ này phải được luyện nuốt, có nghĩa là nó phải tập nuốt ở những cái tư thế nào mà không bị sạch, cũng như là có cái cách cho ăn để mà đứa trẻ tiếp thu dinh dưỡng nhiều. Và người ta thấy nếu mà dinh dưỡng đầy đủ thì đứa trẻ sẽ mau hồi phục hơn là đứa trẻ mà bị kém dinh dưỡng. Đối với trẻ mà bị trung bình nặng đó thì người ta vẫn tiếp tục theo dõi, bởi vì khuyên hướng của một số các bác sĩ phẫu thuật viên là đối với những trẻ mà bị leiomalacia là đem thai phẫu thuật luôn, và supraproto-plasty đó nghĩa là cắt những cái nếp dư của cái nẹp thở thanh tiền. Nhưng mà trên thực tế thì người ta thấy rằng có những trẻ cắt xong rồi nó vẫn khó thở bình thường, thành ra là phải cân nhắc rất là nhiều khi mà thực hiện cái phẫu
vực đó. Mà đặc biệt là hiện nay có một số bệnh lý gen cũng như một số bệnh lý mà liên quan đến vấn đề là neuromuscular, là liên quan đến cơ thần kinh đó, thần kinh cơ, thì chúng ta phải chẩn đoán tổng hợp, có nghĩa là phải hội chẩn với bác sĩ nhi khoa trước khi mà quyết định có phẫu thuật hay không. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy là một cái thanh quản bình thường, khi mà trẻ hít vào thì cái thanh quản mở ra, và khi trẻ nói thì cái thanh quản khép lại như vậy. Nhưng mà ở đây đối với trẻ mà bị mềm ruột thanh quản thì khi hít vào đó thì nó bị collapse, là cái ruột thanh thiệt và hai cái ruột dở trùng lại. Thì lúc hít vào thì gần như là tạo ra tiếng rít, hít vào là cái tất cả trùng lại, và khi trẻ thở ra thì là cái ruột thanh thiệt sẽ mở, cái ruột thanh thiệt sẽ nhấc lên và trẻ thở được một chút. Và đây là hình ảnh mà người ta làm cái suprachiastomy hay còn gọi là epiglottoplasty, là khi mà một cái trẻ mà bị mềm ruột thanh quản thì chúng ta thấy là nó sẽ bị dính giữa cái ruột thanh thiệt và cái sụn phễu, mà cái nếp giữa thanh thiệt nó bị dày lên, và người ta gọi như là đó là sự dư cái niêm mạc, thì người ta đã sử dụng laser để cắt cái này, để cắt ở vị trí này, cắt ở vị trí này, và khi cắt ra vậy đó thì là cái sụn thanh thiệt nó sẽ nổi lên và cái tham môn sẽ thông hơn rất là nhiều để cho trẻ không có thở. Thì đó là tôi điểm qua về cái mềm ruột thanh quản. Sau đây là giới thiệu một cái hình ảnh khác của bức tường bẩm sinh mà chúng ta cũng có thể từng gặp, đó là cái sẹo hàm hạ thanh môn. Cái sẹo hàm hạ thanh môn là một trong những cái rất là nguy hiểm, có những đứa trẻ sinh ra một cái là có thể là tử vong liền, là bởi vì sẹo hàm đã ở đến cái mức độ là tắc nghẽn hoàn toàn là độ 4. Nhưng có những đứa trẻ sinh ra là nó chỉ khó thở thôi, mà chúng ta phải chẩn đoán được cái sẹo hàm này để chúng ta có thể cấp cứu kịp thời. Thì triệu chứng của nó là đứa trẻ sẽ có thể khó thở cả hai thì thường thường đó là người ta có thể chẩn đoán khi mà chụp X quang phổi ngực hoặc là nội soi thanh quản. Và thường hiện nay các bác sĩ tai mũi họng là thường thường là sử dụng nội soi thanh quản, và đối với những trẻ mà sinh ra rất khó thở là người ta mở cái quản luôn, thì khi mở cái quản xong thì tiến hành phẫu thuật, tiến hành nội soi thì người ta có thể thấy được cái sẹo hẹp và cái mức độ hẹp. Đây là hình ảnh của các sẹo hẹp và mức độ hẹp. Cái này là cái chúng ta sẽ thấy là chỉ có hẹp là 25%, cái này là hẹp 50%, và cái này là hẹp tới 99% rồi, còn chút xíu nữa là 100%, là đứa nhỏ bao nhiêu sinh ra có thở được. Đó là hình ảnh mà chúng ta có thể gặp được. Một cái bất thường thứ ba đó là cái màng trắng thanh quản. Thì cái màng trắng thanh quản nó dù sao nó cũng sẽ là đỡ hơn cái sẹo hẹp của hạ thanh môn rất là nhiều. Thì nó có ba loại là màng trắng thượng thanh môn, thanh môn, hạ thanh môn. Thì đứa trẻ sinh ra đó là thường thường đó là nó sẽ khóc, nó khóc rất là yếu, người ta kêu là tiếng khóc nó như tiếng mèo kêu á, nghĩa là không có phát ra cái âm lớn giống như là những đứa trẻ mà sinh bình thường. Thì cái chẩn đoán cũng phải dựa vào nội soi. Thì cái điều trị thường thường là theo dõi, người ta thấy rằng là khi cái thanh quản đứa trẻ lớn lên đó, thì cái sẹo nó sẽ nhỏ dần đi, tại vì cái thanh quản nở ra cái sẹo nó cũng không có biết trở lại nữa. Mà nó cái này nó khác với một cái sẹo mắc phải, một cái sẹo hẹp mắc phải là càng ngày nó sẽ có khuynh hướng hẹp lại, còn sẹo hẹp bẩm sinh đó thì càng ngày nó còn có cái hướng mở ra. Thành ra là nếu như chúng ta thấy một cái sẹo hẹp 25-50% thì chúng ta chờ đợi đứa trẻ khi lớn lên thì dần dần cái sẹo hẹp mở ra, và cái sẹo hẹp đó có thể tồn tại nhưng mà đứa trẻ nó vẫn sống bình thường, nó vẫn nói chuyện bình thường, tuy nhiên cái giọng nói của nó sẽ yếu hơn, gọi là giọng nói nữ đó, giọng nói nhẹ nhỏ và rất là yếu, nhưng mà nó vẫn sống được lên tới lớn. Ngoài ra thì ta có thể cắt bằng phẫu thuật laser, và cái khó hơn nữa là đối với những trường hợp nặng thì người ta phải mở cái quản, và sau đó mình phẫu thuật mở để mà chèn vô một cái gọi là thickness strip đó, nghĩa là mở rộng cái sụn nhỡ, đồng thời là có khi người ta phải xẻ cái màng trắng và đặt những cái xe vô đó trong thời gian lâu dài. Thì tất cả những cái phẫu thuật lớn thì đều có kèm theo mở cái quản để bảo đảm. Đây là một cái sẹo hẹp mà được đánh giá là sẹo hẹp của niêm mạc thôi, nhưng mà cái sẹo hẹp này thì nặng hơn rất là nhiều, là sẹo hẹp kể cả sụn. Thì cái này cái phát triển của cái sụn nhỡ vào trong cái vùng của chúng ta trên tham mô để tạo ra là một cái màng trắng mà mang cái tính chất là vô định, và đứa trẻ này sẽ có thêm cái triệu chứng khó thở. Còn cái sẹo hẹp này là một cái màng trắng mà mỏng của cái niêm mạc, và chúng ta thấy rằng ở đây đứa trẻ này nó có thể lớn tới 11 tuổi, mà hình này là chúng tới trẻ 11 tuổi mà sống chung hòa bình với cái màng trắng này, không có cái gì. Rồi một cái bất thường thứ tư
mà tôi cũng nhắc sơ, mặc dù là rất ít gặp, nhưng mà chúng ta có nên biết đó là cái thoát vị thanh quản. Thì hiện nay đó là chúng ta có thể thấy cái loại thoát vị thanh quản trong thì nó nằm bên trong thanh quản. Thường thường nội soi thấy đứa trẻ sẽ có biểu hiện khó thở hàng tiếng, nhưng mà cái thoát vị ngoài đó thì chúng ta nhìn là chúng ta thấy rồi, nó là cái lên đây một cái vùng thoát vị thanh quản, hoặc là thoát vị hỗn hợp, có nghĩa là vừa bị thoát vị bên trong mà vừa thoát vị ở bên ngoài. Thì có thể hiện diện lúc mới sanh thì đứa trẻ nó khó thở, thở khò khè và cái tiếng khóc của nó cũng khàn và rất là yếu. Thường thường đó là cái thoát vị rất là khó chẩn đoán, có thể phải chụp CT scan thì mới chẩn đoán được, và điều trị thường thường là phải điều trị nội soi vi phẫu hoặc là điều trị mổ hở để mà giải quyết. Sở dĩ mà tôi đề cập đến cái thoát vị thanh quản này bởi vì có một số các bác sĩ nhi cũng như bác sĩ trong họ đôi khi cũng hỏi, chúng ta xác định rằng đó thoát vị thanh quản ngoài đó là thường thường là ở một bên hơn nó được phải bên trái, còn ví dụ một đứa nhỏ mà nó ráng nói á, các bác sĩ để ý là khi mà đứa trẻ nó ráng nói nó phình cả cái cổ lên hai bên thì có nhiều người tưởng là thoát vị, nhưng mà không phải, thoát vị thường thường thì ở một bên, còn phình đó là tại nó nói quá, các cơ cổ của nó bị giãn ra, thành ra là nó khi nó thoát hơi ra rồi sau khi nó bớt nói đi thì nó sẽ trở lại. Còn cái thoát hơi, cái phình một bên đó thì cũng có lúc sẹp không, bởi vì trong đó nó cũng có chứa khí, nhưng mà thường thường là nó cố định và nó ở một bên. Thì cái mục đích tôi nói cái này là để các bác sĩ chúng ta nắm, nhưng mà đây là một cái loại bệnh ít gặp chứ không phải là thường gặp. Đây là hình ảnh mà thoát vị vào cái vortigin đó, vào cái băng thanh thức, là gọi là thoát vị trong, xin lỗi. Đây là hình ảnh của một cái thoát vị trong, và đây là một cái schema, tôi không có tìm được cái hình ảnh thoát vị ngoài, thành ra một cái schema cho chúng ta thấy là đây là một thoát vị ngoài ở cạnh cổ. Cái bất thường thứ năm mà thường gặp lắm, không biết là các bác sĩ như chắc là tăng thường gặp, đó là u máu hạ thanh môn. Thì cái u máu hạ thanh môn nó cũng gặp thường giống như là cái LIGO Malaysia. Em, chuyện gì đã xảy ra? Anh xét đây là cái SNP đây. Rồi thì nó có hai loại, là cái dạng là mau mạch hoặc là cái dạng hai. Triệu chứng là đứa trẻ sinh ra thì nó khó thở cả hai gì, nó không phải là thở rít mà nó khó thở hai gì, tại vì nó bị nhít phía dưới, và chẩn đoán cũng là qua nội soi, và người ta có thể là điều trị bằng cách là theo dõi. Và hiện nay đó thì là người ta cái này là mới, có nghĩa là người ta điều trị bằng phổ bằng thì tôi đã có nghe bài báo cáo của bác sĩ Bạch Thanh Phương về cái này. Mới là bởi vì cái thời của tôi là không có biết đến cái điều trị phổ bằng phổ đâu, thời của tôi là chờ đó nó phát triển, thứ hai là chích corticoid, và thứ ba nữa là mở thực quản chờ cho nó lớn lên. Tại vì cái u máu hạ thanh môn nó cũng như là cái LIGO Malaysia, tự nó sẽ quay lui khi mà đứa trẻ lớn dần lên từ 10 cho đến 12 tháng, trong tới 2 tuổi là tự nó quay lui. Nếu không thì lúc đó là chúng ta sẽ can thiệp bằng một phẫu thuật hoặc là sẽ chích corticoid tại chỗ. Đây là một cái hình ảnh của u máu hạ thanh môn mà chúng ta có thể thường thấy. Những cái trường hợp này mà đứa trẻ khó thở quá thì thường phải mở thực quản. Và đây là một cái trường hợp u máu hạ thanh môn nó nhẹ hơn, và người ta đang sử dụng để mà là có tí lý để chích vào, và cái u máu nó sẽ xẹp dần. Rồi bây giờ đó là cái trường hợp những cái bất thường bẩm sinh mà thường gặp nha, còn nhiều bất thường bẩm sinh khác, nhưng mà đây là tôi đề cập đến cái thường gặp. Bây giờ tôi qua cái việc vi thanh là cái mà nằm giữa cái mắt phải và cái bẩm sinh, và sau đó thì đến cái mắt phải. Thì cái mà nằm giữa cái mắt bẩm sinh là cái việc vi thanh, nó có thể là bẩm sinh sinh ra là tự nhiên việc vi thanh, người ta không hiểu vì sao cho đến bây giờ nó vẫn là vô can, nhưng cũng có thể là chấn thương trong lúc sinh. Trong lúc sinh mà đứa trẻ sinh ra tự nhiên đó, mà khi kéo cái cổ để mà đỡ ra đó, mà chúng ta cố căng cái cổ quá thì nó có thể làm tổn thương giãn cái dây thần kinh vô quy, và đứa trẻ nó sẽ bị liệt. Và đa số người ta thấy là những cái liệt thanh quản bẩm sinh hay mắc phải trong lúc sinh đó, mà không có một cái chấn thương gì cụ thể trên cái thần kinh thì có thể hồi phục được sau 12 tháng. Thì những cái này đó là trong cái giai đoạn mà điều trị thì vẫn phải là chờ đợi. Thì chắc bạn biết rồi, nếu như mà đứa trẻ mà sinh ra mà bị liệt ở tư thế hở thì là nó sẽ khàn tiếng, nó khóc cái tiếng khóc rất là khàn, và thậm chí là khóc không có ra tiếng. Còn nếu đứa trẻ mà sinh ra mà bị liệt, mà liệt khét hay liệt thanh thì nó sẽ là khó thở. Nhưng mà người ta nhận thấy rằng đó là những đứa trẻ mà liệt khét hay liệt thanh đó, thì dù cho nó khó thở nhưng mà bởi vì lúc nó nhỏ, nó chưa có vận động, hai dây thanh nó vẫn thở rất là nhỏ, rất là ít,
rất là hẹp, nhưng mà vì đứa trẻ nó chỉ ăn bú rồi ngủ, thành ra người ta không biết. Nhưng mà khi nó dấn dần lên mà nó bắt đầu nó vận động nhiều đó, nó bắt đầu bò rồi lao lê rồi vậy đó, thì là lúc đó bắt đầu nó sẽ có thể khó thở nhiều hơn. Đó là những cái trường hợp mà để chẩn đoán một cái liệt dây xăng hai bên. Tại vì đứa trẻ sinh ra nhiều khi không có chẩn đoán gì hết, người ta không biết. Rồi, đây là một cái trường hợp mà liệt dây xăng một bên và đã được là phục hồi dần dần bằng cách là hết phụ từ của cái liệt dây xăng của bên trái qua phía bên phải. Rồi, tôi cũng xin nhắc lại, đó là cái nguyện vọng trong cái vai trò của âm ngữ trị liệu. Thì hiện nay người ta thấy rằng kể cả liệt dây xăng ở người lớn hay trẻ em, thì cái vấn đề mà luyện tập cho trẻ em, trong đó luyện các cơ ngoài thân quả và cái cách mà luyện cho trẻ tập thở là một cái phương pháp rất là tốt để giúp cho cái dây xăng của cái phía bên răng nó sẽ bù trừ qua phía bên răng bên liền. Còn đối với những trường hợp mà không thể nào luyện được thì lúc đó người ta mới can thiệp vào phẫu thuật. Đối với là trường hợp mà luyện dây xăng mà của một bên đó thì là người ta thường thường thì thở một bên thì thường thường chỉ có nguyện vọng là có hiệu quả, nhưng đối với việc dây thăng mà hai bên mà bị khép thì người ta phải phẫu thuật để mà mở rộng cái thăng môn ra bằng cách là gian cắt dây thăng phía sau, cắt sụn phễu hiện nay cũng cắt nhiều bằng laser, và cái nữa có thể là treo dây thăng sụn phễu, nhưng mà cái phẫu thuật kinh hiện nay thì ít được áp dụng. Phẫu thuật áp dụng được nhiều nhất hiện nay là hoặc là cắt bằng kềm vi phẫu hoặc là cắt bằng laser để mở rộng cái một phần ba sau của dây thăng. Tôi đi nhanh qua cái bệnh viêm thanh quản, cái phần này thì bác sĩ nhi khoa cũng như bác sĩ tai họ biết hết rồi, nhưng mà nó là cũng là một trong những cái mà rất thường hay gặp ở trẻ em. Có thể là viêm thanh quản do virus, có thể là viêm thanh quản cấp hoặc là con H. Thì cái mà viêm thanh quản cấp và con H là cái mà đặc biệt chỉ có ở trẻ em và không có ở người lớn, do đó là chúng ta cũng không có thể coi thường mà chúng ta vẫn phải can thiệp, và đặc biệt là nó có liên quan đến viêm mũi họng. Những đứa trẻ bị viêm mũi họng thường xuyên thì dễ bị viêm thanh quản co thắt, chất vọng là co thắt hơn là những đứa trẻ bình thường. Cái đặc biệt nặng là cái viêm thanh quản dưới thanh môn thì cũng thường là bị xảy ra ở trẻ em hơn là người lớn. Đó là khi viêm thì là phù nề ở hạ thanh môn, và cái này có thể là gây khó thở tức thời nếu như mà chúng ta không kịp can thiệp bằng cái dung dịch corticoid hoặc chất corticoid, thì có thể đưa đến là tử vong nếu chúng ta không có giải quyết cái mở cái quả kịp thời. Nếu như corticoid đi dùng hoặc là uống mà không có kết quả liền tức thì chúng ta phải can thiệp bằng mở cái quả để mà làm chờ đợi cái giai đoạn mà thuốc tác dụng để làm giảm cái phù nề của hạ thanh môn. Đây là một cái hình ảnh mà phù nề hạ thanh môn mà tôi muốn chiếu để các bác sĩ thấy. Lúc đó là cái đường thở chỉ còn một đường thở rất khẽ, mà đặc biệt là đứa trẻ lúc đó nó sẽ bị là cái triệu chứng là lo lắng vì thở không được đó, thì khi mà nó càng vận động thì nó càng khó thở. Thành ra tất cả những cái trường hợp này khi người ta can thiệp, đầu tiên người ta phải cho đứa trẻ an thần để cho nó nằm yên, và sau đó người ta sẽ tiến hành bằng chích corticoid đường Regeneron đường tổng quát, và sau đó cho khi dùng thêm, và nếu mà không có hiệu quả thì phải mở cửa và tự nó sẽ hồi phục lại. Về viêm thanh thiệt thì ở đây chúng ta cũng thấy rồi, đối với người lớn đó, thì viêm thanh thiệt đã là một cái rất là nguy hiểm, có thể gây khó thở phải mở cái quản. Nhưng đối với trẻ em đó thì với một cái thanh quản mà nằm ở trên cao và cái thanh thiệt ở gần đây thì chúng ta thấy rằng khi mà viêm phù nề lên đó, thì là cứ nhỏ gần như là hoàn toàn khó thở. Thường thường đó là nó nằm nó do những cái con Emotis Endoza chúng ta biết rồi, nó cũng tương tự giống như cái loại của người lớn. Nhưng mà đối với những cái đứa trẻ mà bị viêm màng não hay là đứa trẻ mà bị nhiễm trùng huyết thì cái khả năng mà viêm thanh thiệt nó cũng sẽ cao hơn là những đứa trẻ bình thường. Thì đây là một cái hình ảnh mà viêm thanh thiệt cấp. Được viêm thì chúng ta thấy nguyên cả phù nề của cái gọi là thượng thanh môn mà vùng hạ họng lấy lưỡi, và khi mà xoay thì chúng ta thấy gần như không nhìn thấy được cái thanh môn, thì cái này cũng rất là nguy hiểm, cái xử lý cũng có khi phải mở cái quả cấp cứu. Rồi về u vú thanh quản thì hầu hết là chúng ta đều có nghe rồi. Cái mục đích chúng tôi đưa ra những cái bệnh lý này là hôm nay hiện nay chỉ có một mình bác sĩ Nguyên là phó giám đốc của Di Động Một, mà tôi cũng mong muốn rằng đó là những cái mà đề xuất trong cái buổi mà hôm nay, ví dụ giống như hồi nãy tôi có nói đến laser CO2, thì hy vọng là Di Động Một sẽ trang bị cho khoa tai mũi họng
cũng như là tôi sắp sửa để chọn đến cái shaver, cái mà điều trị bằng cái nội soi cắt khúc, thì là cũng phải nên trang bị để chúng ta có thể can thiệp cho những cái bệnh nhân bị ung thư thanh quản. Thì ung thư thanh quản là một cái bệnh mà tất cả chúng ta đều biết rồi, nó sẽ là bị lặp đi lặp lại và nó có triệu chứng là thành tiến khó thở. Nếu không được điều trị thì có thể gây cúc tắc và đưa đến tử vong, thì bệnh nó có thể từ khỏi hoặc là tái phát nhiều lần. Nhưng mà cái mà phẫu thuật mà hiện nay mà được phổ biến nhất, tôi đọc từ cái lúc mà tôi nghiên cứu cách đây hơn 20 năm cho tới bây giờ, thì vẫn là cái phương pháp là nội soi cắt khúc là đang được là phổ biến nhất. Cái laser số 2 lúc trước được sử dụng rất nhiều, nhưng mà thứ nhất là tốn kém, thứ hai là có thể nguy cơ trong lúc phẫu thuật. Do đó mà người ta thấy rằng đó là điều trị phẫu thuật bằng nội soi cắt khúc, trong khi mà gọi là micro defiler đó, trong khi mà chờ cái u vú nó tự làm đó, là cái mà đang được phổ biến hiện nay. Đây là một cái hình ảnh mà u vú đây là hình ảnh mà u vú đã lan tỏa khắp cả thượng thanh mô rất là nhiều, và cái này nó đã xuống tới thượng thanh mô. Rồi bây giờ tôi nói đến một cái bệnh mắc phải thường gặp trẻ em, một cái thôi nha, tại vì là bệnh ở người lớn thì chúng ta thường gặp là hạt dây thanh, rồi polyp dây thanh, rồi kiss dây thanh, rồi nang đủ thứ hết. Nhưng mà ở trẻ em đó, cái mà chúng ta hay gặp giống người lớn nhất đó là cái hạt dây thanh thôi. Thì là hạt dây thanh thường gặp ở trẻ 5 đến 10 tuổi, và đặc biệt là ở trẻ nam, những đứa mà nói nhiều hiếu động, thường thường là gặp ở cái tuổi đã đến trường. Nhỏ thì là ở nhà chơi với cha mẹ anh em thì cũng ít, nhưng mà bắt đầu đến tuổi đến trường nói nhiều, la hét còn nhiều hơn. Thì chẩn đoán chính xác nhất là phải là nội soi thanh quản hoặc là ổ mềm hoặc là colonoscopy. Đối với những trẻ lớn hơn một chút thì chẩn đoán bằng colonoscope sẽ đánh giá được cái mức độ của cái hạt dây thanh. Thì cái điều trị mà hiện nay mà người ta khuyến cáo đối với trẻ em là điều trị hiện giờ 99%, còn lại rất là ít thì mới là phải can thiệp bằng phẫu thuật. Thì tại sao như vậy? Thứ nhất đó là tôi sẽ giới thiệu là cái hạt dây thanh để các bác sĩ ở đây thấy nó nhiều hình dạng. Cái hình dạng điển hình nhất mà chúng ta hay gọi là cái sinusoid. Thành ra có nhiều người cứ thấy cái sinusoid thì mới nói là hạt dây thanh, nhưng mà nếu thấy một hình ảnh khác là chẩn đoán là polyp hay là kiss. Nhưng mà thật ra là trẻ em không có polyp và kiss, gần như là không có. Thành ra là hạt là gặp nhiều nhất, và nó thường thường là ở hai bên hệ màu cùng màu với là cái dây thanh. Và đây là một cái hình ảnh là chúng ta thấy đã hơi khác hồi nãy rồi đó. Hồi nãy là cái dạng là kissinodin, hai cái đầu nhỏ chạm nhau, và ở đây là chúng ta thấy hai cái đầu bằng và một cái bên lớn bên nhỏ, nhưng mà nó vẫn được chẩn đoán là hạt dây thanh. Và cái này là một hình ảnh khác nữa, cái niêm mạc nó chỉ có dày lên thôi ở cả hai bên, ai cũng được chẩn đoán là hạt dây thanh. Nhiều bạn mở ra cái niêm mạc dày như vậy thì không nghĩ đó là hạt dây thanh, nhưng đó là sự bắt đầu của cái hạt dây thanh. Bao giờ cái hạt dây thanh nó cũng hình thành ở trên một cái đứa trẻ nói nhiều, la nhiều, và cái sự mà bắt cầu qua lại của một cái dãy dịch xuất tiết ở đây 1/3 trước giữa đó, nó sẽ tạo ra một cái cọ sát, tạo ra một cái mô viêm, và đầu tiên hết nó sẽ phù nề thôi, và sau cái phù nề thì nó sẽ tạo đến cái hạt. Và đây là một cái hình hạt dây thanh khác, nó tạo giống như là một cái kiss, chúng ta nhìn lên cái trong mắt và thấy như là một cái kiss, nhưng mà thật ra đó vẫn chẩn đoán là hạt dây thanh ở trẻ em. Thì cái nguyên nhân đó thường thường là do la hét nói to nè, hát nè, ho nè, khóc nhiều, và đặc biệt là ở trẻ em rất ít uống nước. Thành ra chúng ta biết rằng là hiện nay một trong những cái gọi là vệ sinh giọng nói, gọi là vocal hygiene đó, là phải uống nước. Nghe uống nước, xin mời mọi người có cái nước nào thì uống luôn. Thành ra đó là cái uống nước là rất quan trọng, bởi vì cái dây thanh chúng ta đó nó bắt buộc nó phải luôn luôn là phải trơn láng, nó phải có một cái lượng gọi là nước đó, một cái trơn láng thì nó mới có thể cọ sát tạo ra thanh được. Nếu nó khô thì hai dây thanh chạm nhau sẽ tạo ra một cái lesion, một cái xa cương, và xa cương đó sẽ tạo thành hạt. Thành ra ở trẻ em đó nói nhiều la nhiều nhưng mà rất ít uống nước, ngoài trường tắt cái giờ uống sữa thôi, chứ còn nước rất ít uống. Thành ra là sẽ lưu ý là chúng ta phải nhắc nhở trẻ cái vấn đề là uống nước. Cái thứ hai nữa là những cái yếu tố nguy cơ như hồi nãy tôi nói đó, những trẻ trai này tính tình hung hăng này, la hét rồi sẽ bị như vậy. Thứ hai là thói quen gia đình, cái này tôi cũng xin nói, nếu như một đứa trẻ bị hạt dây thanh điều trị rồi lặp đi lặp lại, chúng ta phải coi trong nhà coi chừng có ông ngoại bà ngoại
ông nội bà nội gì đó là bị lãng tai, thậm chí là yếu. Thành ra ở nhà nói lớn với ông bà quen nó cũng nói lớn luôn ha. Mỗi lần nói với ông bà là nó la cho việc to, là sau đó nó có thể bị nặng. Thành ra cả nhà nói lớn, đứa nhỏ nói lớn và uống ít nước nó sẽ bị, cũng như những đứa nhỏ bị suy yếu hoặc dị ứng, vừa có cái dịch từ trên mũi đổ xuống, vừa ho rất là nhiều thì nó cũng có thể tạo ra cái đàm dính trên dây thanh và gây ra cái hại dây thanh. Ngoài ra những đứa trẻ bị lặp đi lặp lại về cái viêm đường hô hấp, và những đứa trẻ mà có tiền sử trào ngược, và những đứa trẻ bị stress căng thẳng lo âu, nó cũng có thể tạo ra. Thì cái này là cái mà chúng ta phải khai thác tiền sử trước khi chúng ta kết luận là phải điều trị cái nó như thế nào. Thì cần chẩn đoán phân biệt với một cái bệnh lý về trào ngược, bệnh lý về nang dây thanh, rẫn dây thanh, u nhú đường hô, tất cả những cái hồi nãy tôi có điểm qua rồi. Ở đây tôi chỉ xin nhắc lại là ở trên một cái dây thanh mà bị trào ngược chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy là nó dày niêm mạc, nhưng mà cái cách dày niêm mạc nó là khác. Chúng ta lưu ý là vị trí của hạt dây thanh là 1/3 trước giữa, có nghĩa là 1/3 trước và 2/3 sau nối lại là ở vị trí đó. Còn những cái tổn thương mà nó kéo dài dọc theo cái dây thanh thì thường thường là không phải là dây thanh, nó có thể là phù dày niêm mạc do viêm nhiễm hoặc là do trào ngược, cũng như hình ảnh này, hoặc là với đứa trẻ mà nó có học sinh những cái rãnh trên cái dây thanh thì nó có thể là cái giọng nói nó yếu và có lúc hàng lúc không, thì cái này cũng có thể gặp. Nhưng nó khác là cái hạt dây thanh là khi nó đã có hàng thì nó sẽ hàng liên tục, điều trị thì nó hết, chứ còn hoặc là không nói thì nó hết. Còn cái xuyên tuyết rất là bình thường, có lúc hàng có lúc không, thành ra chúng ta sẽ lưu ý để nó không bị những cái đó. Bây giờ vấn đề đặt ra là hạt dây thanh ở trẻ em điều trị có khác với người lớn hay không, khi nào thì cần phẫu thuật, khi nào thì hạt dây thanh tự lành và lành như thế nào, có cần phải điều trị hay không. Thì như vậy là cái câu trả lời tức khắc luôn là hạt dây thanh ở trẻ em sẽ tự lành khi nó tự dậy thì người ta thấy rằng khi cái dây thanh nó dài ra thì tự nhiên nó sẽ tự giải quyết những cái vấn đề chống hạt gì ở trên đó. Tuy nhiên đối với những đứa trẻ mà nó có một thói quen giống như vừa nãy tôi vừa mới nói thì bắt buộc nó phải được can thiệp âm ngữ trị liệu. Cái can thiệp âm ngữ trị liệu ở đây có nhiều cái cách. Cái thứ nhất là phải khai thác tiền sử để mà đẩy bớt những cái nguy cơ từ gia đình. Cái thứ hai đó là sẽ tập cho đứa trẻ là tập thở, tập uống nước, đó những cái rất là cơ bản, nhưng mà chính những cái tập thở và tập uống nước đó sẽ giúp cho đứa trẻ ít bị hơn. Và cái thứ ba lúc đó mới bắt đầu can thiệp cho trẻ phải phát âm như thế nào cho đúng để không có bị hại gì cả. Thành ra cái vai trò của âm ngữ trị liệu ở đây đó là đối với những trẻ bị hại dây thanh mà lặp đi lặp lại thì các bác sĩ có thể đề nghị với âm ngữ trị liệu để thực hiện điều này. Và tôi thấy rằng bệnh viện Nhi đồng 1 hiện nay đó là cái khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng và cái đơn vị âm ngữ trị liệu phát triển rất tốt, và tôi nghĩ là sẽ tiếp tục để mà đào tạo và phát triển thêm để chúng ta có thể có các nhà âm ngữ trị liệu ở các nơi mà có khoa tai mũi họng để có thể thực hiện điều trị và nhìn nhận cho các trẻ em có đề nặng như vậy. Cái lý do mà người ta không nên phẫu thuật thì tôi nghĩ tất cả ai đây cũng biết rồi, nhưng mà sẽ xin đọc lại. Đối với một cái đứa trẻ, nếu như mà chúng ta cắt cái hạt rồi, 10 ngày sau có thể bị hạt lại liền, với một cái thói quen không uống nước, la hét, nói nhiều thì vẫn bị. Do đó đó thì phải điều trị bằng cách là luyện động trước, huấn luyện cho đứa trẻ trước khi mà can thiệp phẫu thuật. Nếu như cần phải can thiệp phẫu thuật đối với hạt sơ và can thiệp phẫu thuật xong thì phải tập luyện tiếp tục nữa để đứa trẻ thay đổi cái thói quen về cái cách nói. Cái thứ hai là không nên phẫu thuật, bởi vì người ta thấy rằng là khi mà phẫu thuật xong rồi, khi mà phẫu thuật thì đứa trẻ sẽ có những một số nguy cơ. Ở người lớn đó, hiện nay cả cái thanh có thể gây tê tại chỗ, nhưng ở trẻ tất cả đều phải là gây tê toàn thân mới là cách được cái thanh. Thì như vậy nó sẽ chịu những cái nguy cơ trong cái lúc phẫu thuật. Vì vậy người ta khuyên rằng là không nên. Cái thứ ba nữa là cái dây thanh của trẻ em nó rất nhỏ, các bác sĩ Tăng Hồng Nhi là biết rồi, chúng ta dùng cái keo, cái kẹt mà kẹt hình tim đó, thường thường bên hướng chúng ta là kẹt hình tim bóng vô cái hạt của hình tim, nhưng mà chúng ta chỉ bóng hơi sâu chút xíu là nó có thể phạm vào cái phần bên dưới lamina propria và thậm chí phạm vào cái sợi cơ đàn hồi, thì lúc đó nó sẽ tạo một cái sẹo sụn đờm. Vì vậy người ta khuyến cáo rằng hạt dây thanh ở trẻ em không nên phẫu thuật, tóm lại là như vậy ha. Và
tóm lại là những điều cần ghi nhớ trong cái buổi hôm nay là bởi vì ở đây tôi muốn nhắc là cái bệnh lý thông quản ở trẻ em có thể nhầm lẫn giữa bệnh này với bệnh khác. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ghi nhớ một số điều và đặc biệt những cái gì mà liên quan đến hàn tiến trẻ em, có nghĩa là qua được giai đoạn bẩm sinh rồi, lớn lên nếu nó còn hàn tiến thì có những vấn đề gì thì chúng ta biết để chúng ta phân biệt và chúng ta biết cách xử trí. Thứ nhất là đối với những trẻ em hàn tiến, nếu như chúng ta đã loại trừ cái bất thường của bẩm sinh của thanh quản như nãy tôi vừa nêu, những cái nhiễm trùng hoặc là những cái đứa trẻ mà nó nói cái giọng nịch là do nó bị giảm thính, nó không nghe được, hoặc những bé có vấn đề mà về gòm hay là trẻ gòm ở ếch nói không có chuẩn, hoặc là vấn đề tâm lý, thì thường gặp nhất là cái hàn tiến của tuổi dậy thì. Khi mà thấy một trẻ nam mà tới từ viêm nha tiến hàn, đừng có bộ kết luận là hàn tiến tâm hay viêm thanh quản, mà phải quay cái tuổi của nó và quay sự phát triển hệ thống lông mao, cái nó rất là quan trọng của đứa trẻ nam. Thứ hai nữa là có những đứa trẻ nó tới nó không có nói được tiếng nào hết, là nó vấn đề tâm lý. Không biết bác sĩ đi đầu một có gặp không, chứ tôi có gặp một số ca sau khi nó cãi nhau với bạn bè xong là nó tới phát tiếng hoàn toàn. Nhưng khi chúng ta soi thì thấy hai dây thanh hoàn toàn bình thường. Khi chúng ta nói nó ho thì nó vẫn tạo ra tiếng ho, và hai dây thanh nó vẫn khác trở lại. Thì cái đó là về tâm lý, chúng ta giải tỏa tâm lý là nó sẽ nói trở lại được bình thường. Thì cái đó thường hay để xảy ra ở những trẻ mà đến tuổi dậy thì là thường hay nhất. Cái thứ ba nữa đó là rối loạn tuổi dậy thì. Nếu như đã quá 14, 15 tuổi hoặc là cái trẻ khoảng 16 tuổi nó nói cái giọng mà kêu bằng giọng nước đổ đôi á, thì chúng ta nghĩ là nó chưa có dậy thì ổn. Tuy nhiên hiện nay người ta khuyến cáo là chúng ta chỉ có nhờ âm nghĩa trị liệu để hỗ trợ nó nhận định được cái giọng nói nam để nó phát triển, chứ không có nên can thiệp gì. Tại vì có khi là cái giọng đó đến 18, 19, 20 tuổi nó mới bắt đầu chuẩn. Nhưng có những em đó là nó không chuẩn được, nghĩa là nó lớn đến hai mấy ba chục tuổi nó vẫn nói cái giọng nhéo nhéo, là bởi vì không ai hướng dẫn cho nó điều đó. Thành ra một lần nữa cái vai trò của âm ngữ trị liệu trong cái này rất là quan trọng. Ngoài ra đó là những cái tổn thương khác giống như là hạt vi thanh, polyp vi thanh, lan thanh dịch cũng như thanh quả cũng rất là thường gặp ở trẻ em. Ngoài trừ cái polyp vi thanh, người ta thấy cái tỷ lệ rất thấp, cũng có nhưng mà rất là ít. Và những cái tổn thương khác giống như sẽ dính nách trước, đang bị bì, rãnh dây thanh cầu niêm mạc, những cái mà chúng ta ít gặp hơn nhưng mà cũng có thể gặp. Thì nếu chúng ta loại trừ những cái đó rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là tìm hiểu về cái thời gian phát bệnh, mức độ hàn tiến, có bệnh lý về tai mũi họng hay không, dị ứng nghe trào ngược và có bị nghe kém hay không. Chúng ta lưu ý một đứa trẻ nói không rõ là phải đo tính lực liền. Nếu nó nói cái tiếng nói nó hơi bị lệch lạc hoặc nó nói không rõ là phải đo tính lực. Và những đứa trẻ đặt nội khí quản thì chúng ta sẽ lưu ý nó có một cái sẹo sau đặt nội khí quản hoặc là những cái u hạt ở trên khí quản. Về tiền sử gia đình thì nếu trong tiền sử gia đình có những người bị hàn tiến và cái môi trường cũng như là tôi đề cập thì chúng ta cũng sẽ lưu ý. Chúng ta sẽ đánh giá để nói về cường độ, biên độ âm sắc, có nghĩa là nói to, nói dài, cái âm từ thấp đến cao thì những cái đó coi nó có bình thường hay không. Nếu nó không bình thường thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành nội soi và chẩn đoán ra các vấn đề giống như tôi vừa mô tả, và đặc biệt đối với hạt vi thanh thì chúng ta sẽ có cái hướng xử lý phù hợp. Thì điều trị hiện nay đó giống như tôi nói là vô khuẩn hygiene, tất cả các bạn vào trong mạng đánh cái chữ vô khuẩn hygiene là ra hết, trong đó là phải uống nhiều nước, nói bao nhiêu phút thì sẽ được nghỉ, không la lớn trong môi trường ồn đầy đủ hết nha. Cái này đáng lẽ tôi kể ra nhưng sợ mất thì giờ thành ra tôi ghi lại để các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta lưu ý khi mà điều trị đó thì chúng ta phải có sự tham gia của gia đình và trường học, cha mẹ cô giáo cũng phải có phần vô, chứ một mình chúng ta nói con về nhà đứa trẻ nó cũng không nghe đâu ha. Và nếu như thất bại thì chúng ta sẽ tìm những cái nguyên nhân khác, và cái mà đánh giá đó là phải đánh giá định kỳ, không phải chúng ta điều trị xong rồi thả cho đứa nhỏ về một thời gian sau nó sẽ bị lại. Chúng ta sẽ hẹn 6 tháng, 3 tháng, 1 năm kiểm tra quay đó có tuân thủ theo như vậy không. Và đặc biệt là điều trị bằng phẫu thuật thì rất ít là sử dụng đối với những trẻ mà nhỏ hơn 10 tuổi, nhỏ hơn tuổi dậy thì. Và dù con có phải phẫu thuật thì cũng phải tập cái luyện giọng trước và sau.